Vâng, xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Đây là những phút cuối hiệp 2 trận đấu giữa Timor Leste và đội tuyển U23 Việt Nam. Lúc này thì số là không đều và không chỉ mình mà rất nhiều cổ động viên có mặt tại sân Mô Đốc lúc này đang mong chờ bàn thắng để chúng ta có thể sớm kết thúc trận đấu, và hy vọng là điều đó sẽ sớm đến. Vâng, thưa các bạn, như vậy là hết 90 phút mà tỷ số vẫn là không đều. Và bây giờ thì các học trò của LVD Thế Nam sẽ phải bước vào hai hiệp phụ và hy vọng chúng ta sẽ giải quyết được. Chứ đừng để penalty thì rất là đau tim các bạn ạ. Như vậy là hiệp phụ thứ nhất đã khép lại với tỷ số rất là không đều. Điểm nhấn duy nhất trận đấu này có lẽ là việc thủ thành Trần Liêm Điều đã vào sân và anh chơi ở vị trí tiền đạo. Vâng, thưa các bạn, như vậy là chúng ta vẫn không ghi được thêm bàn thắng nào trong hiệp thứ hai, và bây giờ sẽ là thời khoảnh khắc buộc phân định thắng thua trên chấm 11m, rất là căng thẳng. Hy vọng là Việt Nam sẽ vượt qua tất cả. Ôi, khá hay lắm rồi các em ơi, tập lấy ở đây. Một vỡ bả, tay tôi cầm điện thoại còn run. Đang chút penalty. Chiến đấu với 200% sức.
Lan gặp lại chính Thái Lan ở trận chung kết vào ngày 26 tháng 2 tới đây. Vâng, thưa các bạn, những ảnh cảm xúc vừa rồi cũng thay cho lời kết trong video hôm nay. Rất là cảm xúc anh em ạ, và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có một trận chung kết thăng hoa bùng nổ nữa. Bất chấp khó khăn lực lượng, hôm nay xứng đáng, cao thủ chúng ta xứng đáng là những người hùng và những nhà vô địch. Tôi chưa cần biết kết quả trận đấu Thái Lan như nào nhé, nhưng hôm nay xứng đáng, cao thủ sẽ là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Và trong trận đấu này các bạn đã thể hiện rất hay, thi đấu với hơn 200% sức lực của mình. Ok, và mình sẽ gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Và hẹn gặp lại các bạn trong 2 ngày tới, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.